say Nancy Boy, today is May 25th, 2010. I am going to interview Ms. Truong at IRCC studio. This is a part of the Vietnamese American Heritage Foundation 500 Oral Histories Project. Dạ, thưa chào chị, xin chị cho biết tên và nơi hiện chị đang sinh sống. Dạ, tôi tên là Vivian Truong, nhưng mà tôi thích được gọi bằng cái tên Việt Nam của tôi là Truong Vi. Tôi hiện đang sinh sống tại San Jose, dạ, vâng, California. Thưa chị cho biết là tên họ Truong Gia, như ban nãy chị có nói đó, dạ, có cái gì đặc biệt, có cái history gì phía sau họ Truong Gia không? Dạ có chứ, gia đình Truong Gia, dòng họ Truong Gia tôi rất tự hào. Là tại vì đó là một cái dòng họ mà đã đi vào lịch sử từ lâu. Ông cố nội tôi là ông Truong Gia Hội. Hồi ngày xưa là ở Bến Tre, đi ra ngoài Huế làm quan dưới thời vua Tự Đức. Thì là thấy người dân sinh học trò với những cái người khách mua bán đi đò qua sông Hương vào mùa nước lũ đó, thì đò hay chìm, thiệt mạng. Ông nội tôi mới nói, ông cố nội tôi mới kêu bà cố nội tôi đi ghe bầu từ Bến Tre đi ra ngoài Huế, đem vàng từ của gia đình ra ngoài đó xây một cái cầu cho học sinh với lại khách bộ hành, những người mua bán nghèo đi qua. Vua Tự Đức đặt tên là cầu Truong Gia Hội, kêu riết rớt chữ Truong, bây giờ còn là cầu Gia Hội. Và ông nội tôi là ông Truong Gia Mô thì là một nhà cách mạng chống Pháp. Khi mà bị thua trận đó, ông nội tôi từ quan chạy về miền Nam trở lại và đi về Châu Đốc thì bị Pháp họ ruồng bắt quá đó, thì ông nội tôi nhảy từ trên núi Sam ở Châu Đốc nhảy xuống chân núi tự vẫn chết. Ngay bây giờ thì dưới chân núi Sam có cái mộ ông Nghè, là mộ của ông nội tôi, và có một cái trường trung học đề tên là trường trung học Truong Gia Mô. Thành ra tôi rất hãnh diện với cái dòng họ Truong Gia của tôi. Thưa chị, vậy chị sinh năm nào ạ? Dạ thưa, tôi sinh năm 1952 ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, dạ vâng. Dạ. Thưa chị, ban nãy chị nói và chị rất là hãnh diện cũng như là quý mến cái họ Truong Gia, thì như vậy cái điều đó nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc đời của chị không? Từ nhỏ thì thân phụ tôi đã dạy cho tôi lòng yêu nước. Và mẹ tôi là một cái người phụ nữ Nam Bộ hiền lương, dạy cho tôi lòng thương người. Thành ra tôi học được trái tim quả cảm của bố tôi và lòng nhân hậu của mẹ tôi. Thành ra tôi rất tự hào về điều đó. Dạ vâng. Thưa chị có cái kỷ niệm nào đặc biệt với cha hoặc với mẹ mà nó theo đuổi, nó đi cùng với chị suốt cuộc đời chị không? Tôi có một cái điều tôi nhớ là khi tôi còn nhỏ đó, thì bố mẹ tôi đi ra ngoài Trung lập nghiệp, mở một cái nhà thuốc tây ở ngoài Trung. Thì có một cái cụ già nhà bên ven sông á, cụ hay đi qua bên thị trấn để cụ xin tiền của khách thập phương đó. Thì mẹ tôi có nói là bà sao bà đi ăn xin tội vậy, một tháng thì bà cần bao nhiêu gạo, bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho người đem cho bà, thì bà khỏi có đi xin như vậy, khổ quá. Thì bà cụ nói, nhưng mà tôi phải đi xin để tôi có tiền, tôi để dành tôi mua một cái quan tài cho tôi. Thì mẹ tôi hứa cho cụ cái quan tài luôn. Nhưng mà mẹ tôi mất sớm lắm, năm tôi 17 tuổi thì mẹ tôi đã mất. Thì cái ngày mà mẹ tôi mất, thì mẹ tôi, hồi đó mẹ tôi hay tâm sự là mẹ theo thầy tụi con đi ra ngoài Trung làm ăn để nuôi tụi con, nhưng mà nếu mẹ chết, mẹ về quê hương mẹ chết, thì năm đó mẹ tôi về lại Sài Gòn thì mẹ tôi bị chết ở Sài Gòn. Thì tôi chôn cất bà ở Sài Gòn, nhưng mà khi mà đưa cái hình của bà về ngoài cái tiệm thuốc tây ngoài Trung để thờ, với lại người ta nhờ đem về để người ta muốn thắp nhang, người ta tưởng niệm đó, thì bà cụ đã tới ôm cái hình của mẹ tôi mà khóc, mà nói cô hứa cô nuôi tôi, cô hứa tôi, cô cho tôi cái hòm, mà bây giờ cô chết thì ai cho tôi cái hòm. Thì lúc đó tôi 17 tuổi, tôi đứng ra là tôi hứa là
mẹ con chết, nhưng mà cái hồn thì con vẫn cho cụt. Cái kỷ niệm về cái tình yêu của mẹ tôi đối với những người không phải thân thuộc, cái điều đó dạy tôi rất là nhiều. À, thưa chị, hồi nhỏ thì chị có một cái trò chơi gì đặc biệt không? Lúc nhỏ tôi nghịch lắm, tôi như là con trai á. Thành ra bất cứ trò chơi nào tôi cũng chơi hết. Leo cây, hái trứng cá, hay là u mọi, hay là đánh đu. Những trò chơi con trai thì tôi giỏi hơn là trò chơi con gái. Chơi đánh đũa là tôi cứ thua bạn bè hoài, bị chúng nó nẻ vào chân hoài. Tôi chỉ chơi mấy cái trò chơi con trai thôi. Nhưng mà mẹ tôi thì lại muốn con gái của mình phải là công dung ngôn hạnh mà. Thành ra bà cứ mua búp bê, mua đồ về. Nhưng mà thật ra thì cô con gái này không có công dung ngôn hạnh. Cô con gái này là tomboy. Thưa chị, cuộc chiến tranh của Việt Nam nó khi nào ở cái tuổi chị biết là có cái chiến tranh ở chung quanh mình? Tôi thì ở thành phố, nhưng mà mùa hè thì tôi được về miền Trung, ở trong chơi ở cái nhà thuốc Tây. Tôi biết chiến tranh chung quanh mình là tại vì bố tôi lúc đó là dân biểu của đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Thì ban đêm ở đó là cái vùng nhỏ mà, thành ra mấy người du kích Việt Cộng họ hay về lắm. Thì mẹ tôi phải làm một cái chỗ trốn, cái lỗ thông hơi ở trên cái plafond của cái mái nhà đó, đề phòng hễ Việt Cộng về đó. Thì ba tôi lên trốn, và ngay ở dưới bến đò, để cái con sông mà dẫn ra biển cả có một cái ghe riêng, để có gì thì ba tôi nhảy xuống cái ghe đó thì chạy, thì tàu chạy vào Vũng Tàu hay là tàu chạy vào Phan Thiết. Thì năm 1963, tôi nhớ năm đó tôi 11 tuổi, tôi không có ngoài đó, tôi đang học ở Couvent de Zozo Đà Lạt. Nhưng mà đó là mùa hè 63, lúc tôi đương về ở Việt Nam. Thì tối đó khuya lắm rồi, trời mưa Sài Gòn, mưa tầm tã. Thì tôi thấy cửa mở thì thầy mẹ tôi bước vào. Thì nghe nói là Việt Cộng họ về. Tại vì nhà hồi xưa nhà người Trung mà những cái nhà giàu đó, thì họ xây nhà mà xây bằng xi măng cốt sắt hay sao đó. Thì Việt Cộng họ về, họ lấy hết thuốc tây trong nhà, họ đọc án tử hình thầy tôi. Nhưng mà tại vì lúc đó là thầy tôi không có đi trốn ở dưới nhà khác, mà họ đã giật mình sập nhà tôi mà đốt cháy lan hết cả một cái dãy phố mua bán của những người Hoa Kiều, những người dân lành kế bên cũng bị chung một cái khổ là vì cái nhà của tôi mà cháy hết. Thành ra từ đó tôi biết chiến tranh là tàn nhẫn như vậy. Thưa chị nói cụ là dân biểu, chị có thể cho biết tên không ạ? Dạ, thầy tôi là ông Trúc Viên Trương Gia Kỳ Sách. Dạ. Dạ, dân biểu của đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Dạ vâng. Thưa chị thì hồi mà mậu thân, tức là Tết năm 1968, chị có ở ấy không? Dạ thưa, năm 1968 thì lúc đó tôi đang ở nội trú ở Couvent de Zozo Đà Lạt, và tôi đã chứng kiến nhiều cái thảm sát lắm. Lúc đó là Việt Cộng họ chiếm cái khu đồi du sinh, và họ rất là muốn chiếm bên cái Couvent de Zozo, là tại vì ở trên bên đó thì các me là nhà của Tây mà, thì xây rất kiên cố và có sú son, có dưới đất, và chúng tôi là ở các me thì chắc là có gạo, có điều nhiều. Nhưng mà chiếm không được. Cái điều tôi cảm động nhất là tấm lòng của những người dân đối với thầy tôi. Lúc đó tôi đương ở trong Couvent de Zozo, tôi vừa 16 tuổi. Thì có một người hồi xưa là học trò của thầy tôi ở Phan Rí, và anh cũng là huynh trưởng của gia đình Phật tử. Thì lúc đó anh lại là cảnh sát giả chiến ở tỉnh Quảng Đức. Thì thầy tôi biết anh đương đóng ở trên Đà Lạt, thì thầy tôi nhắn là ô con bé Vi nó bị kẹt ở trong trường. Thì giữa súng đạn như vậy đó, thì anh cầm cái thơ của thầy tôi chạy vô trường đưa cho các me. Rồi lúc đó tôi sợ quá đâu có chạy được, mặc cái áo pyjama mà ở dưới chỉ kịp khoác vô cái jeep lycée le noir của cái đồng phục của trường thôi. Và đi chân không, anh cổng tôi từ trên đồi của Couvent de Zozo cổng chạy xuống dưới.
để đưa tôi đến cái chỗ bình an hơn. Và sau đó là những ngày chúng tôi đi tiếp tế, đi cứu giúp những đồng bào tản cư, những đồng bào. Và tôi đi ngang qua cái nhà thương Đà Lạt, tôi thấy bao nhiêu là chiến sĩ bị thương, và phía đằng sau nhà xác là những hàng dài, những quan tài. Điều đó đã làm cho tôi đau lòng, và điều đó làm cho tôi thấy chiến tranh thật là tàn nhẫn. Thưa chị, là chị học Cuban de Zuazo, tức là trung học, sau đó chị có lên đại học không? Dạ thưa, sau đó thì tôi học một năm đại học luật ở Sài Gòn. Rồi vì ở Sài Gòn thì tôi quen với nhà tôi, thành ra ở nhà không bằng lòng, ở nhà mới tống tôi lên lại Đà Lạt, thì tôi học chính trị kinh doanh Đà Lạt. Dạ. Chị ra trường chính trị kinh doanh. Dạ thưa, chưa kịp ra trường thì là theo chồng. Dạ. Theo chồng bỏ cuộc chơi, năm 21 tuổi tôi lấy chồng, thành ra lúc đó tôi mới học năm thứ 3. Đó là năm nào chị hả? Năm 1970. Năm 1972 thì tôi về lại Sài Gòn. Dạ. Dạ. Thế chị, cuộc chiến tranh đó của Việt Nam đó, nó có làm cho ai trong gia đình chị bị thương hoặc là bị chết không? Cuộc chiến tranh đó đó thì là tại vì tôi có hai, tôi có một người em, thì sau năm 1973 thì em tôi động viên, vì động viên đi Thủ Đức, em tôi ra trường với cấp bậc là chuẩn úy, thì năm 75 thì em tôi bị đi học tập một vài ngày, nhưng mà cậu cứng đầu và cậu đi phát truyền đơn và cậu chống lại với công an, thì cậu bị bắt, thì cậu bị đánh chết. Đánh chết trong tù hay trong nhà giam? Trong nhà giam. Yeah. Rồi khi đánh người em chỉ mất như vậy, em xin lỗi phải hỏi những cái câu có thể đem lại sự đau lòng cho chị. Đó là họ báo về gia đình mình lấy xác về chôn hay là sao? Họ báo. Là tại vì lúc đó thì người dân phân ở ngoài miền Trung đó họ rất là nghe theo lời của thầy tôi. Thành ra bên chính quyền Cộng sản họ cũng sợ. Họ sợ là làm quá thì mình có những cái phản ứng bất lợi. Thành ra họ cho đem xác về. Thưa chị, thì bác thì làm, ông cụ thì làm dân biểu rồi cũng hoạt động nhiều. Gia đình chị cũng có phương tiện, vì sau ngày 30 tháng 4 chị và gia đình không rời Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 thì lúc đó là tôi đã lấy chồng rồi, tôi ở Sài Gòn. Người em thì lúc đó là vừa ra trường chuẩn úy cũng ở Sài Gòn. Thầy tôi thì kẹt cái nhà thuốc Tây ở ngoài Trung. Thì khi mà Cộng sản chiếm ngoài Trung trước đó, thì thầy tôi có nhắn vô là con liên lạc với cậu Dương Văn Minh để mà đi trước đi, còn thầy sẽ tìm cách thầy vô sau. Thì chắc là người Mỹ không đón thầy thì người Pháp cũng đón thầy. Là tại vì thầy tôi là bạn với ông Jacques Chirac hồi xưa. Thành ra tôi nghe như vậy thì tôi đi xuống với Dinh Hoa Lan ở đường Trần Quý Cáp đó. Đặng mà tôi nhắn là thầy nói là nếu cậu đi trước thì cậu đem con đi trước. Là lúc đó tôi có bầu đứa con trai đầu lòng. Tháng 4 75 là lúc đó là bác sĩ nói cái tháng đó là tháng tôi sanh. Thì khi mà ở bên tòa tổng lãnh sự Pháp có cho tôi và nhà tôi hai cái vé máy bay để đi lên phi trường đó, thì phi trường lúc đó bị pháo kích và bị thả bom nhiều quá. Thì chúng tôi đi lên tới phi trường thì vô không được, thì hoành trở lại. Chạy xuống bến Bạch Đằng thì là người đông quá mà cái bụng của mình, cái bụng to vượt mặt rồi không dám đi nữa. Làm sao mà leo lên mấy cái dây chảo để leo lên tàu. Thành ra vé máy bay đi Pháp thì có mà đành phải bỏ, không đi được. Thì chạy xuống ông Dương Văn Minh thì ông Dương Văn Minh lại không có đi. Thành ra chúng tôi bị kẹt trở lại. Dạ vâng, chị mới nhắc tôi nói là cậu của chị là ông Dương Văn Minh. Có phải ông Dương Văn Minh là tổng thống? Dạ, thủ ông tướng là quốc, cậu họ.
Dạ. Của họ, dạ vâng. Dạ. Họ như thế nào ạ? À, mẹ tôi là Dương Thị Một, là ông ngoại tôi là em của ông ngoại ông Dương Trọng Minh. Dạ, coi dạ. như cô cậu cô, dạ. Cousin mà. Cousin, dạ. À, thưa chị có bao giờ được tiếp xúc với ông cậu Dương Văn Minh không? Có những cái buổi đám giỗ thì lúc đó tôi còn bé lắm, tôi chạy lăng quăng thôi. Mà tôi, tại vì mẹ tôi là con út, ra tôi là rất là được cưng. Thì chạy lăng quăng phá phách thì chỉ thấy một ông rất là hiền, nghiêm, to lớn, nước da đen, trong khi đó tôi thì nước da trắng. Ra tôi cứ chọc ở bên kia là Lai Miên, còn bên kia thì chọc bên tụi tôi là Lai Tàu. Nên với tôi ông là ông với ông rất thương mẹ tôi, nhưng mà với tôi ông chỉ là một hình ảnh của một người cậu vậy thôi. Chúng tôi không có cái gì là nhiều để mà có thể kể lể về cái tình thân. Dạ, tình thân thì không thân lắm, nhưng mà chị thấy sau khi mà ông nhận cái lãnh trách nhiệm đó, rồi sau khi đầu hàng vân vân, thì chị có một cái suy nghĩ hay cảm tình hay là đặc biệt gì ông Dương Văn Minh, cảm tình hay là không có cảm tình đặc biệt gì mà anh chị muốn chia sẻ? Với tôi, nếu mà những người mà đã đi rồi đó, mà trách cứ ông Dương Văn Minh đó, thì tôi nghĩ có thể là họ không đặt họ ở trong cái hoàn cảnh đó. Có lẽ họ không thấy được cái cảnh mà người dân nhốn nháo vì những cái quả đạn pháo kích. Họ không thấy được lửa khói ngất trời. Tôi ở đường Võ Tánh, phía sau, phía lưng đường Võ Tánh là cái khu Mã Lạng của người nghèo. Thì tối 27, những cái đạn pháo kích của Cộng sản bắt đầu rớt vào. Tôi nghe tiếng la khóc, tôi thấy người chết. Và ngay cả cái đạn nó không có rớt vào khu nhà tôi, nhưng mà khói cháy sặc vào, nghĩa là tôi sặc sụa, tôi không biết gì nữa hết. Lúc đó tôi chỉ muốn chết thôi. Thì nếu mà mình ở vào địa vị một người cầm đầu một nước, mình khăng khăng để người ta cứ tiếp tục nã đạn vào chết người thì làm sao? Những người lãnh đạo họ có những cái quyết định của họ, tôi không biết. Nhưng mà với trái tim của một người đàn bà, khi mà tôi nhìn thấy người chết chung quanh, tôi chỉ cầu trời cho mấy ông cầm đầu đừng đánh nhau nữa, ngưng đi, cho dân đỡ chết. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Còn những cái quyết định thì cái đó là của lịch sử, tôi không có ý kiến. Thưa chị, thì trong gia đình có ai phải đi học tập gì không, tù đại học tập? Bên nhà tôi, tại vì tôi là coi như là con xong rồi, là coi như chúng tôi là con một, bên nhà chồng, bên gia đình chồng tôi thì đi học tập hết. Và nhà thầy tôi cũng bị đi học tập vì lý do là dân biểu ngụy. Tất cả là bao nhiêu người thưa chị? Tôi thì có hai người đàn ông là nhà tôi với lại thầy tôi. Thì hai người đàn ông trong gia đình đều đi học tập hết. Rồi sau đó thầy tôi về thì thầy tôi lại đóng tàu đi vượt biên, thì lại bắt ở tù ở Mỹ Tho. Nhà tôi đi kiếm đường cho vợ vượt biên, là biết là vợ ở với Việt Cộng không được, bị bắt ở tù ở Rạch Giá. Tôi lại một lần nữa một giỏ thăm chồng, một giỏ nuôi cha. Thưa coi chị, như là đi nuôi người ở tù hai lần. Dạ. Thưa chị có kỷ niệm gì đặc biệt về vấn đề mà đi nuôi người tù, chị có thể kể không? Thí dụ như một trường hợp của đi thăm nuôi ba chị, ông cụ, và một trường hợp thăm nuôi chồng chị có cái kỷ niệm gì đặc biệt không? Nhà tôi là chỉ duy nhất có một mình tôi, thành ra khi tôi sanh đứa con đầu lòng mà con trai đó, thì gia đình bên ngoài mừng lắm. Lúc đó thì Việt Cộng vô, thì thầy tôi đang bị quản thúc ở một cái ngôi chùa trong cái gần cái tiểu khu Bình Thuận, cái chỗ mà khám đường Bình Thuận đó. Thì tôi sanh đứa con trai đầu lòng xong thì tôi bế từ Sài Gòn
đi ra ngoài trung cho ông cụ thấy mặt cháu, cháu đau lòng hả mà. Lần đầu tiên tôi thấy thầy tôi khóc khi mà ông bế đứa cháu ngoại đầu tiên thì ông chảy nước mắt. Bao nhiêu năm làm con của ông, tôi từng thấy ông khóc. Chỉ một lần khi mẹ tôi chết là ông khóc thôi. Còn khi ông bị tù đày hay là ông bị như nhà cháy, nhà sập, Việt Cộng lấy của ông không chảy ông nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy thầy tôi bế con tôi mà thầy tôi khóc. Lần thứ nhì, khi mà tôi đi thăm nuôi thầy tôi ở Mỹ Tho thì tôi chỉ ghé vô, tôi đưa giỏ đồ thôi, tôi lại phải chạy ra cho kịp chuyến xe đò đi thăm nuôi nhà tôi dưới Rạch Giá đó. Thì thầy tôi chỉ nói là thầy tôi có một cái điều ân hận là không đưa được tôi đi ra khỏi đất nước khi mà Việt Cộng vô thôi. Còn đi thăm nuôi nhà tôi thì nhiều chuyện lắm. Thí dụ như mình là người dân thành phố mà mình đâu có biết là mấy cái con thú vật như mấy con bọ cạp, mấy con rết đâu. Hồi xưa đó mà mình đi thăm nuôi phải đi xuống với Rạch Giá, từ Sài Gòn mà xuống đó Rạch Giá là phải đi hết một ngày, ngủ đêm ở dưới rạch sỏi chờ cái con nước lớn lên, đi một cái đò nhỏ nữa vô kinh làng thứ bảy để thăm nhà tôi đương bị học tập lao động ở đó. Những người dân ở đó phần lớn là những người họ lai tàu hoặc là lai người Miên, họ rất là chất phác dễ thương. Thay vì họ kêu mình bằng chị thì họ kêu a chế. Thì họ cho tôi ngủ ở trước hành lang, đằng chờ giờ đi xuống cái tàu nhỏ đi thăm chồng. Buổi sáng dậy xếp hành lý, nghe nhột nhột ở dưới cái chân, vũ cái quần cái nguyên một con rết thiệt to rớt xuống cái đọt. Mấy người xung quanh nói cô ơi cô phước lớn lắm, nếu con rết này nó mà cắn cô là cô chết. Lúc đó thì mình chảy nước mắt, nhưng mà mình chỉ biết là trời ơi, mình đi thăm chồng như vậy mà thằng con trai ở nhà mới có 6 tháng. Nếu như mà mình chết thì chồng sẽ không biết, mà con thì sẽ không ai nuôi. Thành ra nhiều khi cái hoàn cảnh đó, người phụ nữ Việt Nam chịu rất là nhiều sự chịu rất là nhiều cái nỗi oan khiên mà chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi. Rồi nhiều khi mình thương chồng quá thì là thay vì một tháng đi thăm một lần thì mình cứ bịa ra cứ 2-3 tuần mà gom được tiền thì đi xuống thăm nuôi cha với chồng. Mà lúc đó tôi mới thấy những người phụ nữ miền Nam, những bà má già miền Nam rất là đôn hậu và trực tính. Có một lần tôi đi thăm nhà tôi thì cái người mà giữ trại giam đó họ nhìn ra, họ mới nói là ồ, mới đi thăm mà bây giờ đi thăm nữa, không cho thăm, nhốt vào chuồng heo. Lúc đó tôi mới có 23 tuổi à, đứng ở ngoài chuồng heo mà khóc. Thì mấy bà mẹ đó, mấy bà người lớn tuổi mới làm dữ lắm, la lên. Người ta còn nhỏ mà, đàn bà con gái nhốt ở đây rồi, một hồi tụi tôi đi về hết, có một cổ mấy người làm cái gì, thả người ta ra. Thì nhờ mấy bà má ở trong Nam làm dữ như vậy thì tôi mới được thả ra thôi. Thế chị, những cái lúc đó thì gia đình làm gì để sinh sống? Thật ra thì lúc đó thì lúc trước thì nhà có tiền, thật ra mình cứ bán vàng ra là mình đi nuôi chồng với cha thôi. Tại vì lúc đó tôi khờ lắm, sinh viên rồi lấy chồng thì chồng nuôi, rồi nhà thuốc tây của thầy tôi thì cứ gửi thêm tiền, thành ra mình không biết làm gì hết. Tới hồi Việt Cộng vô thì giấy. Thưa chị nghĩ gì về cái cuộc chiến tranh Việt Nam, nói một cách tổng quát thôi, chị suy nghĩ gì về nó? Theo tôi nghĩ đó, cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh của ý thức hệ, một cuộc chiến tranh mà nó làm cho cả huynh đệ tương tàn,
Nhưng mà tôi, trong lòng tôi vẫn mong là Việt Nam Cộng Hòa của mình thắng. Là tại vì sau 75 nhiều người đi rồi, họ không biết cái nỗi khổ của những người ở lại. Tôi đã ở lại 10 năm, đã thấy được những cái sự, nói xin lỗi là những cái sự ngu dốt, những cái sự bất công và những cái sự tàn ác và sự, cả những sự dối trá. Có nhiều người họ cãi lại với tôi, họ nói không chừng miền Nam thắng thì miền Bắc sẽ tắm máu. Tôi nói tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết bây giờ là nhiều người bạn của tôi còn trẻ mà đầu phải chích khăn tang. Tôi chỉ biết bây giờ là dân miền Nam họ đổ xô đi tìm tự do. Cả bao nhiêu trăm ngàn người chết ngoài biển khơi. Cả bao nhiêu trăm ngàn người lọt vào tay của những người thảo khấu, của những hải tặc. Mà tôi chỉ biết là miền Bắc chiến thắng đâu tôi không thấy. Tôi chỉ thấy miền Bắc vô lấy của miền Nam đem đi thôi. Thành ra có thể là tại vì tôi lớn lên ở dưới miền Nam, tôi học hành với chế độ miền Nam và tôi yêu cái miền Nam của tôi. Thành ra tôi thấy cái cuộc chiến đấu mà khi mà người Bắc họ, họ tràn vô được miền Nam thì nó phi lý quá. Tôi thất vọng. Thưa chị nói đến miền Nam rất nhiều. Chị thấy có cái gì đặc thù về cái văn hóa của miền Nam mà những nơi khác không có? Chị có thể cho biết không? Tôi thấy rõ ràng là miền Nam rộng lượng, rộng rãi. Miền Nam họ dễ dàng tha thứ và họ cả tin. Chỉ vì cả tin thành ra mới có mặt trận giải phóng miền Nam. Chỉ vì cả tin thành ra những người Việt Minh đang yêu nước trở thành con cờ của miền Bắc đi tập kết để lại gia đình và biết bao là ly tan. Khi cái chiến tranh xảy ra rồi đó, năm 1954 đó, những người miền Bắc họ đau, di cư họ đau là họ bỏ làng nước, bỏ ruộng đồng, bỏ mồ mả ông cha để di cư vào Nam tìm tự do. Nhưng mà sau 75 đó, người miền Nam đau hơn chứ. Người miền Nam sau 75 họ mất hết. Như chúng mình mất cả quê hương. Người miền Bắc họ bỏ miền Bắc họ đi vô Nam, nhưng họ vẫn còn dùng lại ngôn ngữ của chính mình. Còn bây giờ mình đâu. Ngôn ngữ của chính mình là ngôn ngữ phụ. Ngôn ngữ của cái nước mình đến mới là ngôn ngữ chính. Con cái mình sẽ sinh sống và sẽ học những cái phong tục tập quán của nơi mình ở chứ đâu phải của quê hương mình nữa. Thưa chị đến Mỹ năm nào và qua cái diện nào? Tôi ra khỏi nước năm 1984 theo diện ODP, theo diện đoàn tụ. Tại vì nhà tôi có cô em đi từ 75, cô ở Virginia. Và em, chồng của cô ấy là anh Đoàn Hữu Định, là anh làm cho government ở trên Washington DC. Thì cô ấy bảo lãnh. Cô là em út của nhà tôi. Thưa chị bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ này bằng nghề gì? Khi tôi qua Mỹ đó, thì lúc đó tôi đang mang thai đứa con thứ tư. Thì tôi đi qua thì mấy người bạn hồi ở Việt Nam mình có giúp đỡ họ. Tại vì họ đi vượt biên thì họ có mượn tiền rồi mình có cho đó. Thì họ qua đây thì họ có giúp lại. Có một người bạn thân có đóng cho tôi một cái chiếc xe food để tôi đi. Rồi tôi đi theo người đó dắt tôi vô nghề là. Chỉ biết ở trên Washington DC có những cái xe mà nó đậu, nó bán hot dog với pizza với lại pretzel cho du khách ở White House với ở mấy cái museum đó. Thì tôi theo cái đó. Thì ở dưới Nam Cali đó, tờ Người Việt
ông à, và anh Mai Thảo của tờ Văn nghe tin là nhà tôi là Nguyễn Xuân Hoàng qua, thành ra có gửi vé máy bay lên mời anh xuống Nam Cali để chơi để cho biết, và họ mời anh ở lại luôn để làm việc. Thì lúc đó ở trên Washington DC thì nhà tôi có mấy người học trò, và có cậu học trò là Nguyễn Văn Khanh, bây giờ đương làm cho đài radio tiếng nói tự do ở trên đó. Thì Khanh hay chọc là cô Vi ơi đừng có nghe theo mấy người đó đi xuống Nam Cali nha, Cali đi dễ khó về đó, chỗ đó là gió tanh mưa máu đó, đừng có đi. Thành ra tôi cũng sợ lắm, tôi không đi. Nhưng mà có một bữa đó, tôi đương đứng bán ở trên cái xe food đó, đó trước cửa của trường học Georgetown, thì có một cụ, một ông thôi, lúc đó tôi khoảng, tôi 32 tuổi, thì có một ông khoảng 50 mấy tuổi đi ngang qua tôi. Xong ông ngừng lại, ông quay trở lại, ông hỏi, cô cho tôi xin lỗi, cô có phải là cô con gái của ông Trương Gia Kỳ Sanh không? Tôi nói, dạ thưa bác, phải. Thì ông òa lên, ông khóc, ông cầm tay tôi, ông nói, con ơi, làm sao mà cho đến nông nỗi này, làm sao mà trở thành một người đi đứng bán đầu đường xó chợ như vậy. Thì tôi cười, tôi nói, bác ơi, ngày nào cũng tốt mà bác, con bây giờ đâu có còn là tiểu thư nữa, bây giờ con phải nuôi ba đứa con với một đứa trong bụng nè. Nhưng mà nói như vậy thì nói thôi, về nhà tối nằm suy nghĩ thì cũng buồn chứ. Thành ra khi mà nhà tôi quyết định đi xuống với Nam Cali để làm báo chung với mấy anh em đó, thì tôi cũng xuống luôn. Và tôi quyết định đi học trở lại, mình đi học để mình có thể dạy con mình luôn. Và tôi ghi danh học Đại học Cộng đồng Golden West College. Sau khi tôi ra trường với cái bằng Accounting, thì tôi làm vừa part-time cho Bank America, vừa đi học tiếp để lấy cái Business Management. Về BA Business Management không, thì tôi được làm Assistant Manager cho Bank America. Thì lúc đó mình là làm tới 3 job. Sáng sớm từ 7 giờ, 6 giờ tôi dậy, đi học tới 9 giờ ra, chạy về nhà băng làm cho tới 12 giờ thì đi, rồi chạy đi lên trường học cho tới 2 giờ. 2 giờ về đi đón con về cho coi nó làm bài vở, nấu cơm để dọn sẵn cho bố con nó. Rồi 5 giờ chạy đi làm ca chiều cho tới 1 giờ sáng mới về. Và tôi làm 3 job như vậy cho tới 5 năm, cho tới khi tôi lấy được ME. Thì tôi nghỉ bớt một sớm đêm, tôi làm hẳn cho Bank America. Thì tới năm 1998, tờ San Jose Mercury News ở trên San Jose này muốn mở một cái tờ báo tiếng Việt đầu tiên của báo Mỹ. Thì họ coi trong mấy cái resume, thì họ mời nhà tôi lên phỏng vấn 3 lần. Và họ mời nhà tôi lên mở đầu cho tờ báo với tư cách là tổng thư ký của tờ Việt Mercury. Thì đi đâu cho tiếp theo cùng, ấm đo tiếp chịu, lạnh lùng tiếp cam. Thành ra tôi phải bỏ cái job ở dưới Nam Cali, tôi đi theo nhà tôi lên trên này. Thì lên trên này thì tôi không làm cho Bank America nữa, mà tôi thi đậu vô làm cho bên Finance Department của Mercury News. Từ 1999 cho tới 2005 thì tôi lấy package, tôi nghỉ. Và lúc đó tờ Mercury News đóng cửa, tờ Việt Mercury, thì chúng tôi ra làm tờ Việt Tribune cho tới bây giờ. Chính mấy thằng là cộng sản vậy. Hello. Yeah. À, thưa chị, như vậy có được mấy người con và tuổi của các em cũng như là nghề nghiệp của các em hiện tại chị? Tôi được 4 cháu. Cháu đầu lòng mà vì cháu mà kẹt lại Việt Nam đó, là ở nhà kêu là Su Su. Tên của cháu là Nguyễn Huy Thạch. Cháu sinh ngày 18 tháng 5 năm 1975.
vì cậu đó mà dính lại với việc cậu 9 năm đó. Dạ. Cháu thứ nhì là Violet Nguyễn Mai Khôi, thì cháu sinh 1977. Cháu thứ ba là lúc đó chán đời quá, bố nó bê nguyên cái tên của mẹ nó bỏ vô, chỉ có cái họ của bố thôi. Cháu thứ ba là Nguyễn Trương Gia Vi, sinh 1983. Và cháu thứ tư là Nguyễn Trương Ai Vi, thì sinh 1985 ở Mỹ. Các cháu đi làm hết chưa? Dạ, các cháu đi làm hết rồi. Cháu đầu là cháu làm kỹ sư về tin học. Cháu thứ nhì cháu chuyên về human resource, cháu là consultant cho cái hãng Mflex, là cái hãng bây giờ đương chế tạo cái máy iPad đó. Dạ. Còn cháu thứ ba cũng làm về theo gương chị, cháu làm về human resource mà cháu làm recruiter cho một cái hãng lớn. Còn cháu thứ tư, cái đó là cháu thứ út đó, còn cháu thứ ba thì cháu làm về human resource cho một cái công ty thôi. Dạ vâng. Thế chị trong gia đình thì chị nói tiếng Anh hay tiếng Việt à? Trong gia đình thì nói tiếng Việt với các cháu. Dạ. 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 Thế chị nghĩ gì về một cái mẫu người Vietnamese American, cái model đó mà tốt thì chị nghĩ là cái gì? Như thế nào? Ý của chị muốn hỏi là Cái model của một người Vietnamese American, tức là cái tính chất của cái người Vietnamese American là cái gì để mà làm một người tốt? Để làm một người tốt thì thật ra đó, theo tôi đó, người Việt mình thường thường hay quan trọng về cái nghề nghiệp của con. Nhưng mà với tôi thì bất cứ nghề nghiệp gì cũng tốt. Tôi chỉ mong muốn các em lớn lên, các em nhớ đến nguồn cội của mình, các em biết tổ tiên của mình là ai, các em biết tại sao các em đến nơi này, vì lý do gì các em không được sanh ra ở đất nước các em. Và tôi nghĩ là có nhiều gia đình quên mất là con mình phải biết tiếng Việt. Tôi nghĩ là một cái người mà American Vietnamese model đó, là họ phải biết cái tiếng mẹ đẻ của họ nữa. Tại vì khi mà mình sanh ở đây rồi đó, không cần phải dạy dỗ, cái tiếng Anh của các em cũng sẽ lưu loát. Nhưng mà nếu các em biết được thêm tiếng mẹ thì càng tốt. Và chỉ cần các em là một người công dân tốt, làm việc có ích cho xã lợi, cho xã hội, có ích cho cộng đồng và có ích cho gia đình của mình, thì tôi không ao ước gì hơn cho những cái thế hệ sau này của mình đều được như vậy. Trong gia đình chị thì có vẻ một gia đình cũng văn nghệ. Về các cháu có ai có những cái sinh hoạt về văn học nghệ thuật ngoài cái chuyện một cái nghề để mà sinh sống không? Các cháu thì không có đứa nào nói bước của bố với mẹ hết. Một phần nói ra thì là nó cũng hơi có vẻ negative quá. Nhưng mà chị thấy là cộng đồng ở đây mình cũng chưa có bằng mặt bằng lòng với nhau. Có những cái ném bùn cho nhau, những có những lúc mà họ đào hố, họ chôn lẫn nhau, họ label nhau, họ cứ chụp mũ cho nhau những cái này cái kia, thì nhóm trẻ nhà tôi nó có vẻ sợ cộng đồng. Các con tôi nó thường thường là nó nghĩ là nó sợ. Có nhiều khi tôi làm việc cộng đồng nhiều quá, nó mấy đứa nó hay chọc mẹ, nó kêu là mẹ ơi mẹ ngừng đi, mẹ là bà ngoại rồi đó bà ngoại, mẹ ơi. Những cái vụ mà quá tay chửi bới nhau làm cho thế hệ thứ hai nó hơi sợ. Thưa chị, nói đến vấn đề đó thì nói đến vấn đề chị và anh làm báo và cũng thời gian khá dài rồi, thì là một cái cơ quan ngôn luận, nói chung ra thì vai trò đứng trung dung, nhưng mà cái balance nó có dễ dàng ở trong cái sinh hoạt cộng đồng của người Mỹ gốc Việt ở San Jose không? Tôi nghĩ cộng đồng San Jose đó, thật ra cái số đông thầm lặng đó, họ rất là hiểu biết. Bằng cớ là dù cho có bị chụp mũ, có bị vu cáo, hoặc là có bị viết những cái bài chửi bới nặng danh nặng nề đi nữa, tôi hãnh diện là tôi được cộng đồng yêu thương.
Tôi hãnh diện là luôn luôn ra ngoài đường tôi nhận được những cái ánh mắt thông cảm, những cái nụ cười, những cái vỗ vai và những cái email là ồ, chúng tôi tin ở chị, cứ con đường chị đi là đúng. Và tôi hãnh diện là tôi chưa bao giờ dùng tờ báo của mình để làm một cái vũ khí đánh ai hay là ngay cả chống trả cho mình. Tôi quan niệm là mình làm điều phải và sự thật lúc nào cũng là sự thật. Thưa chị, chị có một lời khuyên gì cho giới trẻ để mà hy vọng rằng các em quan tâm hơn nữa về cộng đồng người Mỹ gốc Việt của mình ở bên ngoài này? Với tôi đó, cái sức mạnh của cộng đồng là cái điều quan trọng. Nếu mà các em thương cái nguồn cội của mình, các em muốn là mình hãnh diện khi mà người ta hỏi mình, nói mình là người Việt Nam đó, thì các em đừng nản lòng vì những cái kềm chế, những cái chặn đường của những người đi trước. Tại vì ngoài đó vẫn còn có những người có tâm hồn thiết tha với giới trẻ, vẫn còn có những người có tấm lòng bao dung, những người đó sẽ nâng đỡ các em, sẽ dìu dắt các em và sẽ chỉ các em đi con đường tốt, con đường đúng. Thành ra chị đừng vì những cái lo sợ hoặc là những cái đánh phá mà không tham gia cộng đồng. Như vậy thì uổng phí đi. Là tại vì cộng đồng lúc nào cũng phải cần cái sự góp mặt của tuổi trẻ. Cái tuổi già rồi nó cũng sẽ đi, nhưng mà cái tuổi trẻ, cái tương lai, cộng đồng cần rất nhiều tuổi trẻ. Thành ra xin các em cứ tham gia vào cộng đồng, các em sẽ học được nhiều và các em sẽ thấy cái niềm vui của cái sự cho. Không phải chỉ nhận mới vui đâu, cho cũng rất là vui. Thưa chị ba lần thế nào giữa đời sống nghề nghiệp, sinh hoạt cộng đồng và gia đình? Cái đó cũng là một trong những cái cái đó cũng nhiều lúc mình nhỉ? Nói thật là mình nhiều lúc mình ao ước làm sao một ngày có 72 tiếng được không, chứ 24 tiếng thì không đủ. Nhưng mà phải cố gắng. Với lại cũng tạ ơn trên là tại vì các con cũng đã lớn, mình bớt cái gánh nặng về các con. Thành ra mình có cái cơ hội mình ra mình làm việc cộng đồng nhiều hơn, làm những công tác từ thiện nhiều hơn và liên hệ được với bên chính quyền cũng như với giới làm chính trị được nhiều hơn để mà có cái tiếng nói mạnh hơn với họ cho cộng đồng của mình. Thưa chị, câu cuối hỏi thì có vẻ ngây ngô, nhưng mà đó cũng là một trong những câu hỏi mà thường hỏi, đó là chị có yêu âm nhạc không và bản nhạc gì Việt Nam nào mà chị thích nhất? Mình thì mình hơi thiệt thòi mà mình cứ trách hoài là mình nói sao hồi nhỏ ba mẹ cho con đi học trường Pháp chi cho tới khi lấy chồng rồi ra ngoài đời rồi mới nghe nhạc Việt. Nhưng mà nhạc Việt đó, cái lời nó rất là xúc tích. Rất là nhiều bài mình yêu, bây giờ kể ra thì không hết. Nhưng mà có một cái bài mà tại vì mình cũng đã trải qua một thời kỳ bệnh và bây giờ mình hay giúp cho những người bị bệnh ung thư đó. Có cái bài của Trịnh Công Sơn là bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Rất là hay, không phải nói về những người bệnh mà nói ngay cả về những cánh đời. Những khi mà mình bị người ta chụp mũ hay là cái gì đó, trên đường về mình hay hát nghêu ngao đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Và một cái bài nữa mình rất thích của anh Vũ Thành An là Đời Đá Vàng. Là tại vì những lúc bệnh quá đó mình cũng hay nghĩ ôi sao, tại sao ta đến chốn này quay cuồng mãi hoài có vì gì vui. Thật ra cái đời nó quay cuồng nhiều lắm, chị thấy không? Không có cái gì để vui hết. Nhưng mà vẫn cứ phải dặn mình là tôi ơi đừng tuyệt vọng. Thế chị có nói đến bệnh ung thư, chị có thể chia sẻ thêm không ạ? Cái bệnh ung thư máu là cái bệnh mà không hiểu tại sao bây giờ đó ở cộng đồng Việt Nam mình vấp phải nhiều lắm. Cách đây 2 tháng có một người chạy đến với mình nhờ mình kêu gọi cộng đồng để xin máu, xin cái mẫu tủy máu. Mà cái đời cô đó rất là đáng thương. Mình định giới thiệu cô đó cho cái chương trình
history của chị, nhưng mà cô vẫn còn đứng mệt, không nói được. Thì mình đứng ra mình kêu gọi, thì đã có máu má xíu dưới cổ. Mà mình càng đi sâu vào cái chương trình đó thì mình thấy người Việt Nam mình bây giờ bị bệnh ung thư máu rất là nhiều. Mà người Việt mình thì chưa được huấn luyện, chưa được giải nghĩa kỹ càng về cái việc mà hiến tủy. Thành ra cứ nghe hiến tủy là sợ. Thực ra hiến tủy không có gì hết, chỉ là lấy cái giòn sperm ở trong máu của mình ra thôi, rồi họ trả lại cái máu cho mình thôi. Cái công việc hiến tủy chỉ kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Cái người mạnh cho hiến tủy, rồi thôi vẫn làm việc như thường. Thành ra mình rất là hiện giờ thì mình hiến toàn cái thời giờ còn rảnh của mình cho những người đang bị ung thư máu. Dạ thưa, cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã trong vòng một tiếng đồng hồ chị đã trải đời mình ra để đưa đến những kinh nghiệm, hy vọng sẽ trở thành những cái bài học quý giá cho những người trẻ, người Mỹ gốc Việt của chúng ta nói riêng và những người trẻ nói chung. Tôi cảm ơn chị. Mình chỉ muốn là giúp được một phần nào trong những cái công tác to lớn của các chị thôi. Việc làm của các chị mới là khó nhọc, nhất là chị đã bỏ thì giờ công sức. Thành ra xin gửi đến chị lời cảm ơn của những người thế hệ thứ nhất và thứ nhì đã trải đời để đi đến một cái xứ sở tự do. Mình đại diện bạn đọc của mình đại diện những người bạn hữu của mình. Xin cảm ơn công việc làm thiện nguyện nhưng mà đầy khó khăn của chị. Tại vì mình biết là chị cũng cực khổ lắm mới mời được người này người kia. Ngay cả trường hợp của mình cũng từ chối biết bao nhiêu lần. Thành ra mình rất hân hạnh được góp phần nhỏ trong cái công tác của chị. Cảm ơn chị nhiều lắm.